محبة عيسى عليه الصلاة والسلام. الدين الإسلامي يقول بمحبة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. Việc yêu thương Thiên sứ Isa và làm theo những điều mà Thiên sứ Isa mang lại, và tin tưởng rằng Thiên sứ Isa chính là một người bề tôi của Allah và là một vị thiên sứ. نعم نؤمن بأنه عبد ورسول عليه الصلاة والسلام. Và chúng ta phải tin tưởng 100% rằng Isa chính là một người bề tôi của Allah và là một vị thiên sứ mà Allah đã lựa chọn ra từ rất là nhiều người. وهو قد أمر باتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وتيسى عيسى cũng đã từng ra lệnh cho con người phải theo đi theo đường lối của Thiên sứ Muhammad صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. فقط.